Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo nói rằng 127 người bị thiệt mạng trong vụ tấn công bạo lực tin từ Cairo. Phát ngôn viên Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Hamed Aref hôm qua nói là con số chính thức cho thấy 127 người đã bị thiệt mạng trong vụ bạo lực vào lúc rạng sáng khi lực lượng an ninh Ai Cập bắn chết hàng chục người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ Mohamed Morsi. Vào lúc rạng sáng ngày hôm qua, nhiều người đội mũ bảo hiểm và cảnh sát mặc đồ đen bắn vào đám đông đang tụ tập trước lúc bình minh gần một nhà thờ Hồi giáo ở phía đông bắc thủ đô Cairo. Đây là một trong những giai đoạn đẫm máu nhất kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Morsi vào đầu tháng này và giam giữ ông tại một nơi bí mật. Ông Aref nói, ngoài 127 người bị thiệt mạng, còn có khoảng 4.500 người khác bị thương. Phóng viên Reuters đếm được 36 thi thể trong một nhà xác, trong khi các viên chức y tế nói là còn 21 thi thể khác trong hai bệnh viện gần đó. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập là Mohamed Ibrahim cáo buộc Huynh đệ Hồi giáo phóng đại số người thiệt mạng cho mục đích chính trị. Ông nói chỉ có 21 người bị thiệt mạng và bác bỏ thông tin cảnh sát nổ súng vào người biểu tình. Ông Morsi bị giam trong một trại giam của quân đội từ ngày 3 tháng 7. Các giới chức đang điều tra về cáo buộc ông cấu kết với tổ chức chủ chiến Hamas của người Palestine.